Rồi đã bạn nào có hướng làm chưa? Phúc Hưng à? Rồi Phúc Hưng làm như thế nào em nhỉ? Sau này là em thấy cái hộ bằng 3B cộng A cộng B giải. Thay vào đâu nhỉ? Thay vào cái số 1 bên này. À đúng rồi. Thay vào cái dư mẫu xem được cái gì nhá. Ta có này. Thay luôn tới đề bài, các bạn thấy người ta cho một này, dưới này có chỗ nào số 1 thay hết vào. A bình cộng 1 thực ra ấy, khi đi thi mà gặp cái dạng biến đổi đẳng thức là phải xác định ăn được điểm của câu đấy. Bởi vì là như thế nào? Nó có những bài rất là lắt léo, tư duy rất là khó, nhưng mà điểm chung nha, không làm được thì cứ quy đồng mẫu hết lên. Cứ quy đồng cho nó cùng mẫu, kiểu gì cũng ra. Biến đổi có thể nó ra bậc 5, bậc 6, không vấn đề gì. Miễn là đi thi mục tiêu cuối cùng là lấy điểm cao mà. Không cần phải tìm cái cách sắc xảo hay là cách hay nhất làm gì, ngắn nhất làm gì. Cứ ra được đáp án là được. Đôi khi cứ quy đồng hết mẫu lên là xong nhá. A bình này cộng 1 thay vào AB cộng A cộng B. Bây giờ cái nào chung đây? A nhân A cộng B này, đúng không? Rồi cộng với lại A cộng B nữa này. Thì có phải đây sẽ là A cộng 1 nhân A cộng B đúng không em? Rồi nhân A cộng B này, cộng B. Rồi tiếp theo lại có là B bình cộng 1 đi, thì sẽ bằng B bình cũng tương tự như vậy. AB cộng A cộng B thì khả năng sẽ là bằng B cộng 1 đúng không? B nhân với lại A cộng B này, cộng với lại A cộng B này. Thì đây sẽ bằng B cộng 1 nhân A cộng B. Đấy, các bạn thấy nó bắt đầu có chung A cộng B này. Nó khác nhau bởi cái A cộng 1 và B cộng 1 này. Rồi, thì tiếp theo cái biến đổi ở vế trái trước đi em. Hai cái này biến đổi hay là thích thì các bạn biến đổi luôn cũng được. Đây nhá, suy ra này. A trên A bình cộng 1 này. 1 cộng A bình đi, viết cho nó đúng cái đề bài. Cộng B trên 1 cộng B bình này. Rồi bắt đầu nhá. A này cho nó cùng mẫu này, B cộng 1 này, đúng không? Cộng B nhân mấy nhỉ? Cộng B nhân A cộng 1. Đúng rồi, chia cho A cộng B là chung này. Có A cộng 1 này, có B cộng 1 này. Đấy, thế xong đúng chưa? Rồi thế thì xem nó ra gì nhá. AB à? Cộng A đây sẽ là 2AB. AB cộng A cộng B. A cộng B. Hết chưa? Hết rồi. Rồi chia cho A cộng B nhân A cộng 1 nhân B cộng 1. Rồi dừng tại đây, không thể biến đổi thêm gì nữa. Rồi dừng. Ê, xét vế trái này, ta có này. Ta lại có tiếp này. Hay là bằng tiếp cái gì được em? Nó bằng 1 cộng AB ở trên tử luôn rồi. À, 1 cộng AB, được rồi. Thích thì ghi đây sẽ là bằng đây, AB cộng A cộng B này thì sẽ là 1 cộng AB, ok, 1 cộng AB này. Chia cho A cộng B nhân A cộng 1 nhân B cộng 1. Đấy, đến đây chắc tối giản nhất rồi đúng không? Rồi, tiếp theo này, 1 cộng AB chia cho căn 2 này, 1 cộng A bình này, 1 cộng B bình này. Xem nó bằng cái gì nhá, bằng này 1 cộng AB, à đấy, chung rồi đấy. Rồi thế bây giờ chắc là bài toán dễ rồi này. Xem nào. 2 này nhân với 1 cộng A bình là đâu? Đây à? A cộng B cộng nhân A cộng 1 nhân B cộng 1. Rồi A cộng 1 này nhân A cộng B đã này. Đấy, cứ viết từ từ đúng không? Đây sẽ có là bằng B cộng 1 nhân A cộng B. Rồi. Thì A cộng B làm chung đúng rồi. Ô thế bây giờ lại phải chứng minh đây, bằng 1 này cộng AB này. Thế em liệu em có nghĩ được thay 2 bằng gì không? Có thay 2 bằng gì đâu. Cái này sẽ là 2 này. 2A cộng B. A cộng 1 này nhân B cộng 1 này. Nhân A cộng B tất cả bình. Bây giờ nha, có phải là các bạn cần chứng minh hai vế này bằng nhau, nghĩa là các bạn chỉ cần chứng minh cái mẫu số này nó bằng nhau. Các bạn thấy A cộng B tất cả bình mà rút gọn ra ngoài ấy, khai căn ra ngoài nó sẽ là A cộng B. Được chưa? Thế bây giờ tóm lại là chứng minh A cộng 1 nhân B cộng 1 bằng căn bậc 2 của hai lần A cộng 1 nhân B cộng 1. Đến đây các bạn có nhiều cách nhá. Các bạn ghi này. Để chứng minh đẳng thức 1, ví dụ ký hiệu đề 1, thì ta sẽ chứng minh căn 2 lần A cộng 1 nhân B cộng 1 sẽ bằng A cộng 1 nhân B cộng 1 cũng được. Hoặc nếu khôn khéo ra, các bạn sẽ thay cái số 2 này bởi một cái số khác làm sao cho nó bằng đúng A cộng 1 nhân B cộng 1. Đấy, tại sao lại thế? Có phải là bây giờ các bạn cần chứng minh nhá, căn của 2 này
a cộng 1 nhân b cộng 1. Có nhiều cách nhé, thích thì cứ ghi thẳng bây giờ ta sẽ chứng minh, hay là để chứng minh đẳng thức thì ta chứng minh như sau. Đây, được chưa? Ta chứng minh như thế này. 2 này, a cộng 1 này, b cộng 1 này sẽ bằng a cộng 1 tất cả bình à, b cộng 1 tất cả bình à. À thôi không cần, đây gạch đi. Đây, a cộng 1 nhân b cộng 1 xem nó bằng gì. AB cộng A cộng B cộng 1 thì cái này nó đúng là bằng 2 thật. Đây, cái này người ta cho 1 này, cái này cho 1 này. Ê, coi như là đúng rồi. Thế các bạn có thể ghi là ta sẽ chứng minh như sau. Thế cũng được nhá. Không thì các bạn sẽ thay 2 là bằng 1 cộng 1. Đây, sẽ bằng tiếp này. Tức là để khéo léo ra đừng có làm như thế. Thì mình sẽ không làm như thế này, đi thi vẫn được điểm tuyệt đối nhá. Nhưng mà ý là để khéo léo cái bước trình bày nó đỡ dài ra thì các bạn sẽ thay 2 bởi 1 cộng 1. Đúng chưa? 2 thì 1 cộng 1, nhưng mà một cái số 1 đầu tiên thì mình giữ nguyên, cái số 1 thứ hai mình thay bằng AB cộng A cộng B này. Đúng chưa? AB cộng A cộng B này. Rồi, tiếp theo là nhân với lại đây, đây hết số 2 nhá. Đến A cộng 1 nhân B cộng 1. Rồi, cuối cùng là A cộng B tất cả bình. Đấy, coi như đến đây xong rồi đúng không? Bằng này. Đây sẽ bằng là 1 cộng AB trên căn bậc 2 của... Đây, cái này vừa phân tích xong. Đây, vừa phân tích xong. A cộng 1 nhân B cộng 1. A cộng 1 nhân B cộng 1. Thế thì bây giờ để luôn thế này được không? Thôi không cần nữa. Cái này nhân thêm nữa thì mình ghi mũ 2 hết lên này. Để cho mũ 2 hết lên này. A cộng B cũng là mũ 2 hết lên này. Rồi, thế coi như là xong. AB là các số thực dương mà, nên là khai căn rút gọn ra thì ok, không có đổi dấu gì đâu nhá. AB là số âm thì mới sợ, chứ còn bây giờ là số dương thì có gì đâu. A cộng 1 nhân B cộng 1 nhân với lại A cộng B. Đấy, các bạn xem nó giống nhau chưa. Đây này, nó bằng như này. Và cái đẳng thức ban đầu đây giống nhau rồi đúng không? Vậy coi như là bài toán được chứng minh. Chưa? Vậy đẳng thức được chứng minh. À, vậy, ôi, các bạn tự ghi nhá, cái dòng vậy nhá, các bạn tự ghi vào. Tóm lại là dễ thôi đúng không? Đấy, hướng làm sẽ là như vậy, bạn nào chưa làm được thì ghi vào nhá. Đấy, bài số 2 các bạn thấy dài chưa? X, Y, Z là các số dương nhá, thỏa mãn X cộng Y cộng Z bằng X nhân Y nhân Z. Chứng minh cái đẳng thức này, đấy, rất là dài. Và vẫn áp dụng cái cách trâu bò nhất mà mình bảo là không nghĩ được cách nào đẹp thì quy đồng hết nó lên. Tức là nó có chung mẫu là được. Rồi cứ ngồi đấy khai triển nhân tung nó ra kiểu gì cũng được thôi. Đi thi mà những cái câu cho điểm, tức là không phải là cho điểm, những câu này là những câu bắt buộc các bạn phải làm được. Để cho nó tránh trường hợp là bị điểm thấp, tức là muốn đậu vào chuyên ấy. Hay là đi thi học sinh giỏi muốn có giải ấy, thì những cái câu này bắt buộc phải làm được này. Kể cả nó mất thời gian một tí nhưng mà bắt buộc là vẫn phải làm được. Chứ còn bỏ đi câu này coi như là các bạn thua hẳn người ta rồi. Thế thì làm một cách nào nếu như mình không thể làm khôn khéo được ấy? Đành lòng là có những bài cách làm rất ngắn gọn nhưng các bạn không nghĩ được đâu. Nó biến đổi vi diệu lắm. Thì không nghĩ được cách nào thì cứ quy đồng hết lên. Đây này, nhìn thấy cái này đang là như này đúng không? Thì làm sao quy đồng cho hết về x cộng y cộng z z cộng x. Tuy nhiên là lại phải để ý đến cái giả thiết này nhá. Giả thiết này thì một lại không thể thay được, giống như bài trước thì người ta cho một sẵn rồi. Nhưng bài này một lại không bằng cái gì cả thì các bạn xem lại có thử đổi biến xem. Từ x y z liệu có thể thành ABC được hay không? Đấy, rồi biến đổi quy đồng nhá. Thì cho các bạn khoảng 5 phút các bạn suy nghĩ xem. Rồi, đã bạn nào làm được bài này chưa nhỉ? Con nào có ý tưởng chưa? Có thì các bạn giơ tay nhé. À, Thanh Phong nào, làm như thế nào em? Ờ, cho em thì em sẽ giải quyết từng cái một. Ừ. X bình thì nó sẽ là bằng x bình y z trừ đi x y trừ y z z. Có nghĩa là cái giả thuyết cho thì em lên được kết quả. Từ cái giả thiết cho em nhân thêm x vào á. Nhân thêm x này là x bình này cộng với lại x y này cộng với lại xz này bằng x bình y z này. Rồi sao đây em? Sau thì x bình bằng x bình y
Rồi trừ xy này, trừ đi xz này. Rồi sao nữa nhỉ? Sao em thay vào cái x bình cộng 1 đó hả? Vâng, không thì em sẽ đặt tới xy trừ xz thì sẽ bằng xy trừ xz. Vâng, nhóm lại được á? Cái này nhóm kiểu gì nhỉ? Xy nhân với lại là a, à, đúng rồi, cái này nếu như cộng 1 thì ok mà nhỉ? Có được không? Được. Xy nhân với lại xy, à đâu, xy nhân với lại là xz chứ, đúng không? Trừ đi 1, trừ đi xz trừ 1. Rồi, tức là nó sẽ là xy trừ 1 nhân xz trừ 1 đúng không? Vâng. Rồi. Rồi như thế. Thế xong rồi cuối cùng em sẽ chọn mẫu chung là gì? Xy trừ 1 nhân yz trừ 1 nhân với lại xz trừ 1 à? Đúng không? Thế ở bên vế tay trái này này, em chọn mẫu chung là như thế à? Rồi bên vế phải cũng thế cũng được, nhưng mà khả năng là cũng căng đấy, khả năng là cũng mệt đấy. Thế thì đầu tiên nhá, khi kể từ nay trở đi này, với lại những cái bài mà đi thi mà có bất đẳng thức ấy, thì mình cho các bạn gọi như là một cái kinh nghiệm. Nếu đi thi mà gặp cái dạng như này này, người ta cho tổng và tích ấy, thì các bạn biết như thế nào không? Bạn sẽ chia cả hai vế cho cái tích đấy. Đấy nhá. Từ x cộng y cộng z này, làm như này này. X cộng y cộng z này bằng x nhân y nhân z này, thì các bạn sẽ chia cả hai vế cho x y z. Đây cách làm truyền thống, và thực ra sau này khi đi thi gặp cái đề như thế này, các bạn nghĩ ngay tới cái này đầu tiên luôn, tức là suy ra được x cộng y cộng z này, các bạn chia cho x nhân y nhân z, nó sẽ bằng 1. Hay nói cách khác là bây giờ là 1 phần xy cộng 1 phần yz cộng 1 phần xz nó sẽ bằng 1. Thế bây giờ các bạn sẽ đổi biến, sẽ đặt này, 1 phần x bằng a, 1 phần y bằng b, 1 phần z bằng c. Tất nhiên a, b, c ở đây phải lớn không rồi, vì x, y, z lớn không mà. A, b, c phải lớn hơn không. Thì giả thiết đã cho nó sẽ trở thành như sau này, suy ra được là AB cộng BC cộng CA nó sẽ bằng 1. Đấy, thế thì phải biến đổi nhá. Khi đó này, khi đó vế trái của 1 này, đây các bạn ký hiệu là 1 nhá, vế trái của 1 nó sẽ bằng này. Thế chốt lại bây giờ đi thi mà gặp x cộng y cộng z bằng x, y, z thì biến đổi về như này nhá. Biến đổi về AB cộng BC cộng CA bằng 1. Cái cách này nó không chỉ áp dụng cho những bài đẳng thức đâu, mà những bài bất đẳng thức cũng thế. Sẽ có những bài bất đẳng thức mà giả thiết nó như này, tất nhiên là nó sẽ rất là khó, không thể nào mà các bạn nhìn một phát làm được luôn. Nhưng nếu nó cho này, các bạn biến đổi về như này, biết đâu vẫn người ta vẫn cho 0.25 thì sao, đúng không? Vế trái của 1 này, x, x thì bằng gì đây? 1 phần x bằng a, tức là x bằng 1 phần a. Rồi 1 cộng x bình, tức là 1 thì giữ nguyên, x bình ở đây tức là 1 phần a bình. Rồi tiếp theo 2y tức là 2 phần b, chia cho 1 cộng với lại 1 phần b bình. Tiếp theo cộng với lại 3z tức là 3 phần c, chia cho 1 cộng với lại z bình tức là 1 phần c bình. Đấy. Thế thì đừng có ghi dài dòng ra bên này nhá, các bạn nháp trước đi xem nó mấy nào. 1 phần a này, chia cho này, a bình cộng 1 trên a bình, tức là bằng 1 phần a nhân với lại là a bình, chia cho a bình cộng 1. Đấy, làm hết sức là chậm nhá. Rút gọn a đi này, thì các bạn sẽ còn lại a trên a bình cộng 1, a này trên a bình cộng 1 này. Thì đến đây dễ rồi đúng không? 2b trên b bình cộng 1. Và cuối cùng là cộng 3c trên c bình cộng 1. Đó, thì đến đây các bạn đã thấy cái hiệu quả của cái AB cộng BC cộng CA 1 chưa? Thay trực tiếp vào, chứ có gì đâu. Đến đây nhá, các bạn sẽ thay này, thay trực tiếp vào, thì lại quay trở lại giống bài toán số 1, đúng không? Thay trực tiếp 1 bằng AB cộng BC cộng CA vào, thì khi này ta có là vế trái của 1 bằng A bằng tiếp đi cũng được. Đến đây ghi bằng tiếp nhé, bằng này. Đấy, được không nhỉ? Rồi, bằng dưới này đi, bằng này, a chia cho a bình
cộng với lại 1 thì sẽ thay là AB cộng BC cộng CA. 2B chia cho B bình cộng 1 thì sẽ là B bình cộng với lại AB cộng BC cộng CA. 3C cũng thế, C bình cộng AB cộng BC cộng CA. Rồi, thế thì ta đến đây dễ rồi đúng không? A này chia cho này, vì có số A đây các bạn để ý nhá. Ví dụ có A bình này thì kiểu gì cũng tách ra được A cộng B nhân A cộng C. Đấy, A cộng B nhân A cộng C. Thế các bạn có thể làm chậm cũng được, nhưng mà cái bây giờ làm quen rồi sẽ thế. Bây giờ nhá, đến đây lại tiếp này. Có B bình đúng không? Tức là hệ số của B kiểu gì cũng sẽ nhiều. Thế thì sẽ là gì đây? Là A cộng B nhân B cộng C. Đấy, thì quanh đi quẩn lại chỉ có 3 số này, A cộng B này, B cộng C này, C cộng A này. Thế thì cái nào mà nó xuất hiện A bình ấy thì có nghĩa là số lượng số A nó nhiều hơn. Thì số lượng số A nhiều hơn thì chỉ có hai này thôi. Cái nào xuất hiện B bình thì số lượng ấy, nhân tử số lượng số B ấy, nó sẽ nhiều hơn, tức là A cộng B và B cộng C nó có hai số B liền. Tiếp theo đến cái cuối cùng sẽ là 3C. Thì cái nào xuất hiện số C nhiều hơn đây? B cộng C và C cộng A đúng không? B cộng C nhân với lại C cộng A. Đấy cách làm mẹo cho nhanh trong phòng thi thôi, chứ còn không thì các bạn cứ ngồi phân tích đa thức thành nhân tử bình thường nó cũng ra được mà. Rồi thế thì bây giờ làm như nào? Bây giờ chả cần làm như nào, quy đồng hết lên. Đúng không? Quy đồng hết nó lên. A cộng B nhân A cộng C thiếu cái gì đây? Thiếu B cộng C. Tiếp theo này, 2B này. A cộng B nhân B cộng C thiếu C cộng A. Và cuối cùng này, 3C này thiếu A cộng B đúng không? Đấy, các bạn phải chia cho toàn bộ cái mẫu chung. Lúc này là dễ rồi, tức là A cộng B, B cộng C, C cộng A. Xong rồi để đấy xem. Hoặc không thì có thể biến đổi thêm một tí nữa cho gọn. A cộng B này, B cộng C này, nhân với C cộng A này. Bây giờ thử biến đổi thêm một tí xem nhá. Một lần AB này, hai lần AB này, à tức là ba lần AB à? Thì ở đây là ba lần AB. Tiếp theo đến BC nhá, mấy lần BC đây? Hai lần BC cộng với lại ba lần BC, tức là năm lần BC. Thế chắc số còn lại là bốn rồi, xem nào. Hai lần à, một lần AC này cộng ba lần AC đấy, bốn lần AC, bốn lần CA nhá, ghi CA. Chia cho cái mẫu chung. À đấy, 3, 4, 5 xuất hiện rồi này. 3, 4, 5 xuất hiện rồi này. Là A cộng B, B cộng C, C cộng A. Thế có thể các bạn chưa quen với giả thuyết này thì từ bây giờ nhớ nhá. Đề bài nó cho như này thì bắt buộc phải biến đổi về được như này. Rồi, xong. Đến đây giải quyết thế thôi. Bây giờ mình lại ghi này. Ta có vế phải của 1 bằng, vế phải của 1 nó sẽ bằng này. Giờ x, y, z thì thay bằng đây. Đặt 1 phần x bằng a nghĩa là gì? Nghĩa là x bằng 1 phần a. 1 phần a, bc đúng không? 5x sẽ là gì đây? 5x là 5 phần a. 4y tức là 4 phần b. 3, ờ, đây là z nhá, z đấy. 3z sẽ là 3 phần c. 3 phần c. Rồi, chia cho cái mẫu này. Ta biến đổi hết về ABC đi. Được chưa? X cộng Y này, X tức là 1 phần A, Y là 1 phần B. A cộng B này. Tiếp theo Y cộng Z thì dễ rồi, 1 phần B cộng 1 phần C. Và Z cộng X là 1 phần C cộng 1 phần A. Rồi, thì xem đây có gì nhá. Bằng 1 phần ABC này nhân với lại này, quy đồng hết lên. 5BC cộng 4AC cộng 3 lần AB chia cho ABC. Rồi, chia cho cái mẫu này. Mẫu số ở đây sẽ là A cộng B nhân với lại là B cộng C nhân với lại là C cộng A chia cho AB nhân BC nhân CA. Tức là chia cho gì đây? Thôi rồi cứ ghi nhá, AB này nhân BC nhân CA. Các bạn nhìn này. AB nhân BC nhân CA chính là A mũ 2, B mũ 2, C mũ 2
ABC nhân ABC chính là A mũ 2 nhân B mũ 2 nhân C mũ 2. Thế thì cái này nó triệt tiêu với nhau. Thì tóm lại cuối cùng các bạn sẽ còn lại là 3AB cộng với lại 4CA cộng 5BC chia cho A cộng B nhân B cộng C nhân C cộng A. Đấy, mà cái này nó lại bằng cái nào đây? Đấy, nó lại bằng đúng cái này, tức là bằng vế trái của 1 bằng với lại vế trái của 1. Đấy, thế tóm lại là bài toán được chứng minh xong nhá. Đấy, đôi khi ấy, biến đổi đẳng thức thì các bạn cũng phải nhanh nhẹn một tí, tức là phải đổi biến đi để nguyên thì đôi khi là khó đấy, nên là phải biến đổi nó đi một tí. Rồi, thế bài này có thắc mắc gì không? Mình nghĩ chắc là dễ hiểu rồi đúng không? Phương A hiểu bài này không em? À, bạn Đức Anh hiểu không em? Ừ, thế Thanh Phong hiểu cách này không? Ok, rồi. Đấy, thế các bạn ghi cách này vào. Xong đấy rồi mình sẽ làm đến bài... Sau đấy các bạn sẽ làm đến bài số 4 nhé. Bài này các bạn có thể về nhà tự suy nghĩ này. Bài số 4 này. Cho các số thực ABC khác không, thỏa mãn A cộng B nhân B cộng C nhân C cộng A bằng 8 lần ABC, chứng minh cái đẳng thức đấy. Cũng dài đấy, thì bây giờ lại là xuất hiện cái gì? Bây giờ thử quy đồng lên xem có ổn không nhá. Quy đồng lên thì cũng được, chắc chắn là quy đồng lên thì sẽ ra thôi. Quy đồng lên kiểu gì cũng ra. Nhưng mà thử cách khác quy đồng xem. Quy đồng lên thì lát nữa mình thử cả hai cách cho các bạn xem như thế nào nhá. Quy đồng thì chắc là hơi vất vả tí. Bài này thử quy đồng lên xem như thế nào nhá, thử cách 1 này. Các bạn vẫn nháp tiếp cách 2 đi chứ quy đồng bài này thì cũng hơi mệt. A nhân B cộng C này nhân với lại C cộng A này. Cộng B nhân với lại A cộng B này. Nhân với lại C cộng A này. Cộng C nhân A cộng B nhân B cộng C này. Rồi, ta khó đi, đến đây ghi ta khó đi. Tính cái tử số đi cho nó gọn đi đã, rồi mẫu số mình để đến sau. Sẽ là A này nhân với lại là BC cộng BA cộng C bình cộng CA. Thế là đành lòng nếu như không làm được cách nào thì các bạn quy đồng thôi. Nhân lên thì ABC, 3 lần ABC đúng không? Thế được cái nào thì các bạn gạch luôn đi. Đúng không? Được 3 lần ABC. Tiếp theo là A bình B. A bình B này, AC bình này. A bình C. Rồi xong, cái đầu tiên này. Tiếp theo, AB bình, lại A bình B tiếp à? Sao lắm A bình B nhỉ, có bị nhầm đâu không? A bình B, B bình C và AB bình. Rồi, xong. Tiếp theo là C bình A. Tiếp theo là CB bình, B bình C đấy. Và cuối cùng là BC bình, BC bình. Rồi, thế xem nó được là cái gì? 3 lần ABC này. Đây là tử số nhá. Cộng với lại là A bình B, A bình B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à. A bình B, A bình B. 2 lần A bình B. Cộng với
với lại AB bình là có A à rồi, hai lần A bình B cộng với lại là AC bình. AC bình, hai lần AC bình. Hai lần AC bình. Rồi thế thì B bình C, hai lần B bình C. A bình, B bình, C bình. Rồi. Tiếp theo là sẽ cộng với lại là AB bình, BC bình và CA bình. AB bình, BC bình, CA bình. Đấy. Thế sau khi tử số của mẫu số chung rồi thì không nói nhá. Mẫu số đều là A cộng B, B cộng C, C cộng A thôi. Bỏ qua nó đi. Thế đến phân số thứ hai này thì mẫu số chung sẽ là gì? Sẽ là quy đồng cái này trước lên nhá, quy đồng cái này trước đi. AB này nhân với lại là A cộng B, B cộng C, C cộng A này. Tiếp theo cộng BC nhân với lại là A cộng B. Và cuối cùng là cộng CA nhân với lại là B cộng C. Rồi. Thế nhưng mà các bạn để ý ở đây số 4 này. Tức có nghĩa là quy đồng mẫu chung thì phải nhân cả 4 lên. Đấy, tức là các bạn phải có 4 lần 4 lên. À, 4 lên. 4 lần nhân lên. Cứ nhân 4 hết lên nhá, 4 hết lên. Đấy, 4 lên. Đấy, 4 lần lên. Thì cái này là mấy đây? Cũng là nhân 4 lên, 4 lần. Rồi, tức đang so sánh tử số với nhau, bây giờ mẫu số là chung rồi. Mẫu số đều là các bạn chọn mẫu số chung là 4 lần A cộng B, B cộng C và C cộng A, đúng chưa? Mẫu số đều như thế mà. Thì cái này là cộng với lại 3 lần A cộng B, B cộng C, C cộng A. Đấy, bây giờ các bạn chứng minh hai cái này bằng nhau là được. Coi như chứng minh hai này bằng nhau là xong bài 8 rồi. Thế có chứng minh được không? Đây nha, bằng này, 4 lần này. ABC này, BCA này, CAB này, tức là 3 lần ABC. Rồi. Tiếp theo cộng với lại này. A bình B cộng với lại là B bình C cộng với lại là C bình A. C bình A. Thế xem nó giống nhau ở những cái gì? 4 này, 4 này, 3ABC, 3ABC này. A, à đây là A bình B cơ, B bình C, C bình A cơ. Rồi, cộng với lại 3 lần này. Bên trong này đang còn A cộng B, à đây, đang còn cái giả thiết này nữa nhá. Giả thiết này lại cũng đang mệt đây này. Không cần, thế các bạn cứ ghi như này đi, cộng với lại 3 lần, cứ khai triển ra, bên trong sẽ là A bình B. Xem mình khai triển 6 số đúng không? 8 số, tức là B bình C, C bình A. Cái này sẽ là cộng với lại AB bình, BC bình, CA bình. Cộng với lại 2 lần ABC. Các bạn nào quen thì sẽ nhớ được cái này. Các khai triển ra này, bạn nào quen thì nhớ. Tóm lại là cần chứng minh cho hai cái này bằng nhau. Nghĩa là gì? Nghĩa là cần giảm được mấy lần đây? Giảm được 1 lần. 4 x 2 8, 8 x 1 có nghĩa là cần chứng minh 4 lần A bình B này, B bình C này, C bình A này. Rồi xong này. Giảm ước cái này mất hết này. Thì cái này còn lại 1 lần thôi, đúng không? A bình B mà trừ 1 lần A bình B còn 1 lần thôi, nhân 4 nó là 4 lần. Rồi ok, xong hết này. Rồi cộng với lại là 4 lần vẫn là AB bình, BC bình, CA bình. Xem nó bằng cái gì. Bằng này. Đây, bằng 3 lần như thế này. Bằng 3 lần. 3 lần A bình B, B bình C, C bình A cộng với lại 3 lần AB bình, BC bình, CA bình. Tóm lại là cái này chỉ là thực hiện 3 x 2 6 ABC. Thực hiện quy đồng thôi mà. Đây, thế thì 4 lại giản ước cho 3 này thì còn lại là 1 lần đây này. 4 giản ước cho 3 còn lại 1 lần đây này. Đấy. Thế tóm lại là cần chứng minh cái này bằng 6 lần ABC. Thế có đúng hay không? Đúng hay không thì phải dựa vào giả thiết kia kìa. Giả thiết kia nhá. AB này cộng AC này cộng B bình này cộng BC này nhân với lại là C cộng A lại bằng 8 ABC. Thì mình bảo rồi, cái này ai mà nhân nhanh thì nhân giống như mình ở dưới này. Thế bây giờ mình nhân chậm cho các bạn nhá. Nhân này nó sẽ ra này. ABC này cộng với lại A bình B này
cộng với lại AC bình này, cộng với lại là A bình C này, cộng B bình C này, cộng B bình A này, cộng BC bình này, cộng với lại ABC này, bằng 8 lần ABC. Bây giờ lại gạch 2 lần ABC này đi thì còn lại là 6 lần thôi. Và các bạn thấy nó đúng là bằng đây. Nó đúng là A bình B, B bình C, C bình A cộng lại nó đúng bằng 6 lần ABC, tức cái cần chứng minh ấy. Thế coi như là bài toán được chứng minh xong bằng cách quy đồng. Đấy, được chưa? Đây cách 1 nha, nhưng mà thôi đi thi đừng có làm theo cách này. Thi làm cách này kinh hoàng lắm. Thi làm cách này không được đâu. À không phải không được đâu mà là mình sợ là các bạn biến đổi không nhanh. Ví dụ như mình biến đổi thì mất khoảng tầm 10 phút hay là 8 đến 10 phút, nhưng mà các bạn đi thi nó lại mất đến tận 20 phút chẳng, ví dụ như thế, nó lâu ra. Thì sẽ có cách thứ hai đấy là đặt ẩn, đúng không? Đây, thế thì đây cách 1 nha các bạn. Trong trường hợp này, thực ra khi mà các bạn học ấy, kể cả trên lớp cũng thế, các thầy cô không bao giờ làm cho các bạn cách này đâu. Cách này người ta gọi là chơi cùn ấy, người ta gọi là không có ai làm theo kiểu tự nhiên đi quy đồng một mớ như thế này cả. Nhưng trong phòng thi ấy, mình biết là không khí phòng thi nó rất là căng thẳng đúng không? Đôi khi là các bạn không nghĩ được cách nào cả. Ở nhà ấy, hay là học thì làm rất là tốt. Nhưng mà đến lúc đi thi quên sạch luôn, không nhớ một cái gì cả. Thế thì trong trường mà không nhớ một cái gì thì đấy, cứ quy đồng lên. Mà quy đồng thì nhân cho nó cẩn thận nhá. Quy đồng chỉ là cái việc nhân giữa gọi như là nhân đa thức với đa thức thôi mà, thì không có gì làm sai được cả nhá. Nên là đi thi thì trong trường hợp không nhớ, không nghĩ được cách nào khác thì mình quy đồng hết lên thế thôi. Còn bài này cách chính xác của nó, gọi cách nhanh của nó thì sẽ là làm theo phương pháp đặt ẩn nhá. Đấy, đặt ẩn thì các bạn thấy cái nào xuất hiện nhiều, A trên A cộng B này, B trên B cộng C này, và C trên C cộng A xuất hiện nhiều thì đặt nó đi, đặt nó lần lượt là x, y, z đi thì coi như khả năng là sẽ xong. Còn cái cách mà mình vừa ghi cho các bạn ấy là trong trường hợp mà không thể nào mà trong phòng thi nghĩ được cách nào khác thì làm cách đấy, được chưa? Không ai bắt bẻ các bạn cả, bình thường đặt nhá. Miễn là các bạn biến đổi đúng thì các bạn vẫn được điểm tối đa. Ví dụ câu đấy là 1 điểm trên thang điểm 10 vẫn được 1, 2 điểm trên thang điểm 20 vẫn được 2. Không có ai bảo là vì em làm cách này nó dài dòng hay là nó không, gọi như là nó không hay mà bị trừ mất, không phải làm, không có chuyện đấy. Miễn là thí sinh làm đúng thì vẫn cho điểm tuyệt đối thôi, đừng có biến đổi sai được. Các bạn sẽ đặt cái này là x này, cái này là y, và cái c trên c cộng a nó là z này, x, y, z. Thế thì có đặc điểm gì của x không? Xem có đặc điểm gì không nhá. Nếu như mà mình lấy 1 trừ x đi, đây các bạn để ý này, a cộng b chia cho a cộng b là 1 đúng không? Đấy. Tức là x này cộng với lại b này chia cho a cộng b bằng 1. Rồi tức là 1 trừ x sẽ là b chia a cộng b. Tức là các bạn sẽ có 1 trừ x này, nó sẽ là b chia cho a cộng b. Tương tự là 1 trừ y nó sẽ là bằng c chia cho b cộng c. Và 1 trừ z cũng vậy, bằng a chia cho c cộng a. Rồi thế thì có đặc điểm gì không? X nhân y nhân z này nó bằng gì đây? X này nhân y nhân z này, x nhân y nhân z nhé, nó bằng gì đây? Bằng a nhân b nhân c chia cho mẫu là a cộng b, b cộng c, c cộng a. Thế thì cái 1 trừ x, 1 trừ y, 1 trừ z là gì? Nhân lên nó lại cũng chính là bằng abc đấy. 1 trừ x, 1 trừ y, 1 trừ z, chắc đọc dòng này các bạn hiểu đúng không? Nhân cái này, mẫu số chung rồi, ABC, à tử số chung rồi, ABC này. Đấy, đây là BCA thì giống nhau, mẫu số là giống nhau rồi. Đấy, coi như hai này bằng nhau. Bằng nhau thì cái này khai thác được nhiều này. Suy ra được là gì đây? X nhân Y nhân Z này, thì nó sẽ bằng 1 trừ đi Y trừ đi X cộng X nhân Y, cứ nhân từ từ thôi. Nhân với lại là 1 trừ Z ở đây. Thì suy ra tiếp là x nhân y nhân z này nó sẽ bằng 1 trừ đi z này trừ đi y này cộng với lại y nhân z này trừ đi x này cộng x nhân z này cộng x nhân y này trừ đi x nhân y nhân z này. Đấy, cứ nhân từ từ nhá. Nhiều bạn nhân bị sót cho mình xem, nhân theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt từng số một.
Đấy, không vấn đề gì hết. Suy ra được này thì 2xyz sẽ bằng này. Xem sẽ bằng gì? 1 trừ đi x cộng y cộng z này. Rồi cộng xy cộng yz cộng yz. Thế đề bài đang cần chứng minh gì đây? Đề bài đang cần chứng minh x cộng y cộng z bằng 3/4 cộng với lại xy cộng yz cộng xz. À thế bây giờ lại phải bám vào cái đề bài này này. Đề bài cho là gì? Đề bài cho là vì này a cộng b, b cộng c, c cộng a nó bằng 8 lần abc. Thế thì các bạn chia cho cả hai vế cho abc coi như xong đúng không? Tức là a cộng b chia cho gì đây? A cộng b chia cho a. A cộng b chia cho a nhân với lại là b cộng c chia cho b nhân với lại c cộng a chia cho, không cần ngoặc nữa nhé, chia cho c đúng không? C cộng a chia c rồi bằng 8. Tức là gì đây? A cộng b chia a tức là 1/x đấy. Đảo ngược lại đúng không? Chia 1/xyz bằng 8 này. Nghĩa là gì? Nghĩa là xyz bằng 1/8. Rồi, thế đề bài có liên quan gì đến xyz hay không? Không đúng không? Không hề. Không hề. Thế bây giờ là các bạn từ 1 suy ra. Từ 1 suy ra này. Bạn phải suy ra được 2 × 1/8, 1/4 đúng không? Bằng 1 trừ đi x cộng y cộng z này. Cộng với lại xy cộng yz cộng xz. Thì đến đây các bạn sẽ suy được là gì đây? X cộng y cộng z này. Đây, ghi lại này. X cộng y cộng z này. Rồi, bằng này. 1 trừ 1/4. Đây, coi như xong luôn rồi. Rồi, thế cái này là gì đây? Xy, yz, xz. Đây đúng rồi, xy, yz, xz. Xy, yz, xz. Đấy, vậy bài toán được chứng minh. Đến đây các bạn ghi là hay. Hay có nghĩa là thay ngược lại ấy. A trên A cộng B, cộng B trên B, cộng C trên C cộng A. Đấy, bằng như thế. Hay không, đến đây các bạn ghi là vậy, bài toán được chứng minh. Đấy, coi như xong nhá, bài toán được chứng minh. Đấy, tức là nếu như mà không muốn dùng nhiều não, bài này cái hướng làm nó cũng gần gần giống bài tập về nhà các bạn nhá. Bài tập về nhà các bạn sẽ là bài số 10. Cũng rất là hay, một bài toán cũng rất hay. Thì các bạn cũng đặt ẩn nhá, bài 10 về nhà cũng phải đặt ẩn đấy. Cũng làm hướng như này này, bài số 10 ấy, bài về nhà các bạn cũng đặt ẩn như thế. Tuy nhiên nó sẽ khác một tí. Đây nha, nếu như xong rồi thì các bạn sẽ làm bài sau. Bài số 7 đi. Đây, bài số 7. Xy là các số thực phân biệt thỏa mãn, tính giá trị biểu thức P. Các bạn thử làm xem. Đấy, để các bạn thấy là không phải là cứ cái câu 1A hay là 1B. Tức là những cái câu này nếu như thi, những câu này ấy, nếu như mà ở trong đề thi nó sẽ là câu 1A, 1B. À, 1A thì chắc dễ hơn. 1A thông thường là cho biểu thức P, rồi tính rút gọn phân thức, rồi là cái gì đấy, đúng không? Tìm giá trị của X để P có giá trị nguyên hay là gì đấy, tùy. Đây sẽ là câu 1B này, thông thường là thế, hoặc là câu 2A. Thế nhưng mà để các bạn thấy nhá, không có nghĩa là cứ là câu 1 thì nó sẽ gỡ điểm đâu. Đấy, giống như mấy cái câu vừa rồi có gỡ đâu, không hề gỡ. Nhưng mà bắt buộc trong phần thi các bạn phải làm được những câu đấy thì mới có suất, gọi như là mới hơn được người khác, mới hơn được các bạn khác. Chứ còn 1B mà đã bỏ rồi thì nói làm gì. Để các bạn thấy là đề cũng căng ấy nhá, chứ cũng không phải là tùy, nói chung là tùy nơi ra đề. Nhưng mà nếu mình ra đề thì chắc câu 1B nó sẽ tầm tầm cỡ đấy. Và những bạn mà mục tiêu thi vào những cái trường như là ở trong miền trong thì chắc là có phổ thông năng khiếu à. Đề chuyên Lê Hồng Phong thì nhẹ hơn nhiều. Ví dụ trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì đề chuyên vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong, tức đề của sở giáo dục ra thì nó dễ. Chứ còn các bạn mà thi phổ thông năng khiếu thì kinh lắm. Đề nó kinh dị. Phổ thông năng khiếu là đề thi đầu vào coi như khó nhất cả nước. Khó hơn ở Hà Nội mà. Chuyên khoa học tự nhiên với lại chuyên am ở ngoài Hà Nội không có cửa để so với lại cái đề ở trong đấy. Cái đề trong đấy nó kinh dị lắm.
đặc biệt là hình, hình với tổ hợp kinh lắm. Còn ở ngoài miền Bắc thì chắc có mấy trường khoa học tự nhiên chuyên sư phạm đúng không? Hay là chuyên am, chuyên am thì sẽ sử dụng đề của sở giáo dục. Mà đề của sở Hà Nội thì cũng cũng căng, chứ cũng không phải là dễ đâu. Cho nên là xác định trước xem là mình sẽ thi vào trường gì. Xong đấy tìm những cái nguồn đề của các cái năm trước xem là nó thi cái form dạng như thế nào. Và các bạn luyện tập vào những cái dạng đấy. Còn đây mình dạy thì nói chung nó sẽ khó chung. Có thể nơi các bạn thi nó không khó bằng như thế này đâu, nhưng mà thôi thì cứ học khó trước đi. Học khó chung đi, đến lúc đi thi nếu như gặp đề dễ thì cũng nhẹ nhàng đúng không? Còn nếu học dễ đến lúc đi thi các bạn gặp bài khó thì chịu, cũng là ngồi cắn bút thôi, không làm được gì luôn. Nên là học khó thì học đôi khi nó mệt một tí nhưng mà sau này đi thi nó đỡ. Rồi bạn Minh Khang à? Khang làm được rồi em. Ừ, em làm như thế nào? Em sẽ quy đồng một cái thiết bị một trừ y một. À, quy đồng hết lên rồi trừ cho hai vé à? Nó ra được cái gì em? Nó ra là cái trừ nhân cho một trừ y. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Đấy, đôi khi cứ quy đồng lên chứ cần gì đâu. Nhờ. Rồi, ok em, ra thế là đúng rồi. Đấy, ra thế coi như tính được biểu thức P rồi. Là như thế này này, các bạn có thể xem nào. XY cộng 1, như thế cũng được, không thì như thế này này. Các bạn trừ đi. Sang như thế này quy đồng thì nó sẽ nhẹ hơn tí. Tức là từ giả thiết đã cho các bạn đây là 1, 1 đây là 2. Thì tách cái số 2 này bằng 1 cộng 1 này. Tức là trừ đi 1 lần XY cộng 1 này. Đúng chưa? Xong đấy các bạn cộng thêm lại là 1 phần Y bình cộng 1 này. Trừ tiếp đi 1 lần XY cộng 1 nữa. Thế là xong, cho nó cân bằng nhau. Đúng chưa? Không thì nếu như không nghĩ được cách này thì cứ quy đồng rồi trừ hai vế đi, rồi kiểu gì cũng ra thôi mà. Có cái là nó chắc là nó dài hơn tí. Ở đây các bạn sẽ có là xy cộng 1 trừ đi x bình. Đây nhá, xy này cộng 1 này trừ đi x bình cộng 1 này nghĩa là gì đấy? Xy trừ đi x bình. Mẫu số sẽ là x bình cộng 1 nhân với lại là xy cộng 1. Rồi, ở đây xem các bạn có là gì. Đây là xy trừ đi y bình. Xy trừ y bình chia cho xy bình cộng 1 nhân với lại là xy cộng 1. Nó sẽ bằng 0. Đấy, thấy có cái gì chung rồi đúng không? X trừ y rồi. Rồi, suy ra này. Ở đây các bạn sẽ để là trừ x nhân với lại là x trừ y chia cho x bình cộng 1 nhân với lại là y xy cộng 1. Bên này sẽ là cộng y nhân với lại là x trừ y trên y bình cộng 1 nhân với lại xy cộng 1 bằng 0. Rồi, thế thì có cái gì em chung? X trừ y đúng không? À, lại có thêm cả xy cộng 1 nữa này. Là đến đây các bạn có là x trừ y trên xy cộng 1 làm chung. Bên trong sẽ còn lại là gì đây? Trừ x trên x bình cộng 1. À, thực ra nó chắc nó độ dài nó cũng như nhau thôi mà. Cộng với lại y trên y bình cộng 1. Rồi lại phải biến đổi thêm lần nữa ra bằng 0. Đây các bạn sẽ có là lại quy đồng này lên này. Quy đồng này lên là có gì? Trừ x y bình trừ đi x cộng với lại y x bình cộng y. Tức là các bạn có xy, hai này gộp với nhau nhé, hai này gộp với nhau. Xy nhân x trừ y, trừ đi x trừ y. Rồi, suy ra này, x trừ y trên xy cộng 1. Bạn nhân với lại là cái này là x trừ y nhân với lại xy trừ 1 nhé. X trừ y nhân với lại xy trừ 1. Trên này, mẫu số là x bình cộng 1 nhân với lại y bình cộng 1. À, nó cũng như nhau mà. Chả đỡ hơn được mấy, mình tưởng là ngắn hơn nhưng mà cũng như nhau thôi. Rồi, thế đến đây dễ rồi nha. Suy ra được là x trừ y tất cả bình này nhân với lại là xy trừ 1 chia cho cái mẫu số ở đây là x bình cộng 1, à xy cộng 1 chứ, nhân với lại là x bình cộng 1 nhân y bình cộng 1 bằng 0. Rồi, suy ra gì?
y là hai số thực phân biệt, suy ra x nhân y phải bằng 1 thôi. Mở ngoặc ra là vì x khác y, đúng không? Tức là cái này bằng 0 thì có hai trường hợp này, hoặc là x trừ y bằng 0 hoặc là cái này bằng 0. Thế nhưng mà x y là hai số thực phân biệt, nghĩa là chỉ có thể là x y trừ 1 bằng 0 thôi. X y trừ 1 bằng 0 nghĩa là x y bằng 1. X y bằng 1 thì dễ rồi, P sẽ bằng này 1 phần x bình cộng 1 cộng 1 phần y bình cộng 1 thay bằng 2 trên x y cộng 1. Nó đang cộng thêm một lần 2 trên x y cộng 1 nữa, thì ở đây sẽ là bằng 4 trên x y cộng 1, có nghĩa là bằng 4 chia cho 2 bằng 2. Đấy, đấy là giá trị của biểu thức P. Với bạn nào chưa làm được thì các bạn làm vào, ghi vào ở bạn nghĩa đúng rồi. Ok, trọng nghĩa P bằng 2. Đấy, những bài này thì chắc vừa sức đúng không? Bài này chắc dễ. Bài 5 thì dễ rồi, các bạn tự làm được nhé. Bài 5 dễ này. Bài 8 cũng dễ này. Bài 10 thì làm bài tập về nhà rồi. Thế bây giờ các bạn lại quay làm lại bài 3 đi. Bài 3 hay này. Đấy. Cho ghi là các số thực dương thỏa mãn. Cái đấy cộng lại là bằng 4. Chứng minh 5y bằng 4x. Đấy, các bạn thử suy nghĩ xem. Nhưng mà lần này quy đồng thì có vẻ là không ổn lắm nhé. Lần này quy đồng là coi như hơi toang đấy. Quy đồng làm sao được, đúng không? Mũ nó như vậy cơ mà. À, bên này là các bạn ghi lại đề nhé, là x mũ 8 trừ đi y mũ 8 nhé, không phải là y mũ 4 đâu. Đây là y mũ 8 này, nó phải đồng bậc với nhau nhé, y mũ 8 nhé. X y này, x bình y bình này, mũ 4, mũ 4, mũ 8, đây phải mũ 8 nhé, còn đây dấu trừ thì đúng rồi, nhưng mà phải là mũ 8 thôi, chứ không phải là mũ 4 được. Sao mình gõ nhầm. Dấu trừ thì đúng rồi nhá, trừ thì đúng, nhưng mà mũ thì phải là mũ 8. Đã có nào làm được chưa nhỉ? À, trọng nghĩa, trọng nghĩa làm như nào em? Em có thể là em quy đồng, được em quy đồng của đi của mũ trên để xem quy đồng với 8 mũ ạ. Từ từ em nói lại cho mình nghe này, em quy đồng cái nào với cái nào? Em quy đồng là 4 x 4 với 8 x 4 là 2 phân số đấy. À, quy đồng 2 phân số này là gì? Vâng. À, ok. 4 y mũ 4 à? Có đúng không nhỉ? 8 y mũ 4. Ồ, cái này phải 8 y mũ 8. 8 y mũ 8 chứ đúng không? 8 y mũ 8. Này, nhầm rồi. 8 y mũ 8 đấy. Vì đây các bạn, ra các bạn sẽ thấy nó hợp lý này, mũ 2 này, mũ 4 này, mũ 8 này. Rồi, thế quy đồng này được cái gì em? Mà thầy là em sẽ được dạng là 4 y mũ 4 trên x mũ 4 trừ y mũ 4 ạ. Ừ, 4 y mũ 4. À, thực ra tức là x mũ 8 trừ y mũ 8 này thì mình nhận thấy nó là gì nhỉ? X mũ 4 trừ y mũ 4 nhân với lại nhân với x mũ 4 trừ y mũ 4. Đúng rồi. Y mũ 4 này. Đấy. Thì ở đây em sẽ có là 4 y mũ 4 này nhân thêm một lượng là gì? X mũ 4 trừ y mũ 4 à? Có đúng không? Có nhân thêm không? Có. Ờ, xong rồi cộng thế 8 y mũ 8. Rồi, chia cho này là x mũ 8 trừ y mũ 8. Thế lại rút gọn được gì đây? Không rút gọn được cái x mũ 4 y mũ 4. Ờ, thì xem nào. 4 x mũ 4 y mũ 4 này trừ đi 4 y mũ 8 cộng 8 y mũ 8, tức là cộng 8. 8 y mũ mấy nhỉ? 8 y mũ 8 đúng không? Ồ, đến đây có rút gọn được nữa không em? À quên, cộng 4 nhé, cộng 4, cộng 4. Ừ, đến đây lại rút gọn được, đúng rồi, ok, hướng làm như thế là đúng rồi nhá. Đấy, tức là cứ gộp hai cái số này lại. Nhưng mà
Đây này, nếu như các bạn gộp hai số đầu tiên lại thì nó là không ra đâu, lại phải gộp hai cái số đây. Lợi dụng mà nó có dấu trừ này, đây là dấu cộng này, và từ cái dấu trừ này nó phân tích ra được dạng là x mũ 4 trừ y mũ 4 nhân với x mũ 4 cộng y mũ 4 thì nó lại mới có nhân tử chung, đúng không? Thì mình mới quy đồng được. Chứ cái này nhân tử chung cái gì? Nếu đây là x bình trừ y bình thì hợp lý này, vì nó có chứa x cộng y nhưng mà lại không có. Mà cái x mũ 8 trừ y mũ 8 đây thì lại có này. Ok rồi, hướng làm của bạn Nghĩa đúng rồi. Thế mình sẽ trình bày lại nhé. Đây, cái này các bạn ghi lại là mũ 8 nhé. Ta có này, bạn cứ cộng lần lượt thôi. 4y mũ 4 này chia cho x mũ 4 cộng y mũ 4 này cộng với lại 8y mũ 8 này chia cho, đây là mũ 8, x mũ 8 này trừ đi y mũ 8 này, nó sẽ bằng là 4y mũ 4 này. Cái này giữ nguyên, cái này sẽ là 8y mũ 8 này chia cho x mũ 4 trừ y mũ 4 nhân với x mũ 4 cộng y mũ 4. Rồi thế lại có chung rồi này, thì quy đồng lên là bằng 4y mũ 4 nhân với lại là x mũ 4 trừ y mũ 4 cộng 8y mũ 8. Mẫu chung thì thôi, tốt nhất là nên để như này này, vì lát nữa hình như nào rút gọn được nữa mà. Rồi bằng này, 4 lần x mũ 4 y mũ 4 trừ 4 cộng 8 cộng 4 lần y mũ 8 chia cho x mũ 4 trừ y mũ 4 nhân x mũ 4 cộng y mũ 4. Đấy, bây giờ nó cứ hạ bậc lần lượt xuống. Thì đây các bạn lấy 4 làm chung này, 4 y mũ 4 làm chung này, bên trong còn lại là x mũ 4 này cộng y mũ 4 này. Đấy. Chia cho x mũ 4 trừ y mũ 4 nhân với lại x mũ 4 cộng y mũ 4. Thế lại triệt tiêu cho nhau, đúng chưa? Lại triệt tiêu hai cái cho nhau này. Thì nó còn lại là 4 y mũ 4 này chia cho x mũ 4 trừ đi y mũ 4. Đấy, thế xong, xong được cái đầu tiên. Tiếp theo các bạn lại có này, 2 y bình chia cho x bình cộng y bình cộng với lại là, đây cứ ghi lại nhé, hơi dài tí nhưng mà không sao, 8y mũ 8 này chia cho x mũ 8 này trừ đi y mũ 8 này, rồi nó sẽ bằng 2y bình này chia cho x bình cộng y bình. Nếu bạn nào thích thì ghi luôn một dãy đấy cũng được, tức là ghi lần lượt như này cũng được, không vấn đề gì. Cộng với lại cái này tính được là 4y mũ 4 nhá, chia cho, đây bây giờ thay vì để x mũ 4 trừ y mũ 4 thì các bạn sẽ để là x bình trừ y bình nhân với lại x bình cộng y bình. Đấy, đây lại quy đồng lên đúng không? Là 2y bình nhân với lại x bình trừ y bình. Rồi, cộng 4y mũ 4 này chia cho x bình trừ y bình nhân với lại là x bình cộng y bình. Bằng tiếp ra đây đi, là lấy 2 ra làm chung này, x bình y bình này, rồi nháp ra này nhá, trừ 2 cộng 4 tức là cộng 2 lần y mũ 4 này, à, vậy là 2 y bình ra làm chung. Bên trong còn lại là x bình cộng y bình. Mẫu số đây là x bình trừ y bình nhân với lại là x bình cộng y bình. Rồi thế lại triệt tiêu hai này cho nhau thì lại bằng luôn, đúng không? Bằng này. Bằng này, 2 y bình chia cho x bình trừ y bình. Đấy, nó cứ hạ bậc dần dần, được chưa? Hạ bậc dần dần. Thế bây giờ cộng thêm cái này vào, suy ra này, viết nguyên, bê nguyên cả dãy này xuống nhá. Đây các bạn ghi suy ra 4 này sẽ bằng này, y chia cho x cộng y cộng với lại là 2y bình chia cho x bình cộng y bình cộng 4y mũ 4 chia cho x mũ 4 cộng y mũ 4 này
cộng 8y mũ 8 chia cho x mũ 8 trừ đi y mũ 8. Thế thì ba cái số sau mình tính được bằng gì đây? Đây, ba số sau tính được bằng cái số này này, 2y bình này, đúng không? Thế bây giờ lại viết lại thôi, bằng này y chia cho x cộng y cộng với lại ba cái số sau vừa tính được xong. Ba số sau này vừa tính được xong là 2y bình chia cho x bình trừ y bình, tức là chia cho x trừ y nhân với lại là x cộng y. Quy đồng nó lên thì sẽ là y nhân với lại x trừ y cộng với lại 2y bình chia cho x trừ y nhân với lại là x cộng y. Thì xem nó bằng cái gì nhá. Xy cộng y bình, đúng không? Xy này cộng với lại y bình này, tức là y nhân x cộng y chia cho x trừ y nhân x cộng y. Thì rút gọn đi nó sẽ được là y chia cho x trừ y. Đấy. Cuối cùng cái biểu thức tổng như này thì mình có 4 sẽ bằng y trên x trừ y. Thì suy ra được là gì đấy? 4 nhân với lại x trừ y sẽ bằng y. Hay nói cách khác là gì đây? 5y bằng 4x đúng không? 4x trừ 5y bằng 0. 5y bằng 0. Thì nói cách khác là 5y sẽ bằng 4x. Đấy, 5y bằng 4x. Rồi, đấy là bài này. Bạn nào chưa làm được thì các bạn ghi vào. Bài tập về nhà các bạn là bài số bài tập về nhà các bạn là bài số 10 nhá. Đây, các bạn đọc qua bài số 10 này. Cho các số thực KBC khác nhau và thỏa mãn đấy cái đẳng thức đấy bằng 23 trên 20, tính giá trị của S bằng A trên A cộng B cộng B trên B cộng C cộng C trên C cộng A. Ê, giống như cái bài số 2 hay là bài số mấy đấy, cái bài mà có liên quan đến 3/4 đấy mà nhân lại bằng 8ABC đấy, thì bài này cũng thế, cũng đặt A trên A cộng B bằng X này, B trên B cộng C bằng Y này, và C trên C cộng A bằng Z. Thì các bạn cũng sẽ có một cái đẳng thức đấy là X nhân Y nhân Z bằng 1 trừ X à, nhân 1 trừ Y nhân 1 trừ Z. Thế nhưng mà khai thác cái 23 trên 20 như thế nào thì các bạn lại phải tự suy nghĩ nhá, làm sao xuất hiện được A trừ B, đúng không? Bạn phải nghĩ xem làm sao xuất hiện được A trừ B trên A cộng B chứ, đúng không? Nếu như các bạn đặt X này, nếu như đặt X bằng A trên A cộng B rồi thì làm sao xuất hiện được A trừ B trên A cộng B. Thế thì 1 trừ X là gì? 1 trừ X này nó sẽ là B chia cho A cộng B, đúng không? Bây giờ làm sao xuất hiện được A trừ B? Anh lấy hai này trừ nhau, tức X trừ đi 1 trừ X sẽ là bằng A trừ B chia cho A cộng B. Đấy. Tức có nghĩa là gì? 2X trừ 1 đúng không? 2X trừ 1 bằng A trừ B trên A cộng B. Đấy. Thì các bạn dựa vào gợi ý đấy các bạn làm bài tập về nhà nhé. Và các bạn nộp cho mình tối thứ hai là mình sẽ bắt đầu chấm. Cho nên là các bạn nộp trước thứ hai nhé. Nộp trước tối thứ hai đi để mình kịp mình chấm. Còn bạn nào nộp muộn nộp sau, thứ ba các bạn mới nộp thì mình chấm sau nhé. Rồi. Ok, các bạn nghỉ tại đây thôi. Còn tuần sau mình lại học tiếp về biến đổi phân thức phần 2. Và tuần sau có khi có những bài hay hơn, đúng không? Rồi, chào tất cả các bạn. Ừ, ok, chào các bạn. Rồi, đầu tiên mình chữa bài tập về nhà cho các bạn nhé. Chữa nhanh thôi cho đỡ mất thời gian, không có hôm nay mình bị muộn mất 9 phút rồi. Thế thì điều kiện của bài này không có cách trong file đáp án mình gửi cho bạn, nó hơi chậm, đúng không? Tuy nhiên đấy là cách thông thường nhất mình thể nghĩ ra. Thế thì bài này từ hệ phương trình đã cho ta có này, các bạn lấy y mũ 3 ra làm chung này. 16 x mũ 3 trừ đi 9 này. Ở bên này các bạn có là gì đây? Y ra làm chung đúng không? 2x trừ 1 này nhân với lại là 4 xy bình cộng 3. Và cái này các bạn lại nhận thấy là 4 x bình y bình này trừ đi 2 lần xy bình cộng y bình lại cũng bằng 3. Có hai cách. Một là các bạn đặt y bình ra làm chung rồi là rút y bình theo x cũng được, không thì đây này các bạn thay trực tiếp cái này vào này, đúng chưa? Thì
Thì đến đây các bạn sẽ suy được là y mũ 3. Hay là các bạn ghi nhá. Thay 2 vào 1. Thay 2 vào 1 ta có này. Thay 2 vào 1 ta có này. Để chữa nhanh nhá, 4x bình. À, y mũ 3 nhân với lại là 16x mũ 3 trừ đi 9 này. Ở đây các bạn sẽ có là bằng y nhân 2x trừ 1 nhân với lại là 4 x y bình. Đây các bạn nhận thấy y bình này. Mà nếu như thay cái này là lại có y bình ra này. Cách này rất là nhanh. Cách này hình như là bạn nhớ bạn Hùng à, một vài bạn làm theo cách này này. Thế rất là hay, đúng không? Quốc Hùng thì phải. 16 x mũ 3 trừ đi 9 này. Y này thực chất thì nó cũng là cái cách thay kia thôi, nhưng mà có cái là nó sẽ ngắn đi khoảng 2 dòng. Đấy. Xét về mặt y bình ra chung đúng không? Bên trong sẽ còn lại là 4x này cộng 4x bình này trừ đi 2x à, tức là còn lại 2x thôi. Rồi xem nào, cộng 1. Y bình nhân với lại y là y mũ 3 này. Vì y bằng 0, không là nghiệm của phương trình, đúng không? Thay y bằng 0 vào đây này, không là nghiệm của hệ phương trình. Do đó từ 3 các bạn suy ra này, các bạn phải suy ra được là 16 x mũ 3 trừ đi 9 nó sẽ bằng 2 x trừ 1 nhân với lại là 4 x bình cộng 2 x cộng 1. Và thực chất cái này nó lại là hằng đẳng thức đúng không? Suy ra này, 16 x mũ 3 này trừ đi 9 này nó chính là bằng 8 x mũ 3 trừ đi 1, đúng không? Đấy, thế thì coi như xong rồi. 8 x mũ 3 bằng 8, suy ra x mũ 3 bằng 1, suy ra x bằng 1. X bằng 1 thay vào đâu? Đây, thay vào đây này. Được chưa? Hay là thích thì thay vào 2 cũng được. Thay vào 2 ta có. Thay vào 2 thì các bạn sẽ suy ra được là 4 y bình trừ đi 2 y bình cộng với lại y bình bằng 3, tức là 3 y bình bằng 3, tức là y bình bằng 1. Suy ra y bằng cộng trừ 1. Và các bạn sẽ tự kết luận nghiệm nhé. Tức là xy này nó sẽ bằng 1,1. Hoặc là nó thuộc vào tập nhé. Thuộc vào này, 1,1 hoặc là 1 trừ 1. Đấy. Vậy S này bằng xy, nó thuộc vào tập này. Xem nào, hay là bằng, bằng hay là thuộc vào bằng đi. Bằng, bằng cũng được, thuộc cũng được, tùy các bạn. Bằng đi nhá, dùng dấu bằng đi. Đấy là hướng làm bài tập về nhà các bạn. Rồi ok, mình đến luôn nhá. Đa số các bạn làm đúng mà, đến luôn này. Hôm nay thì là biến đổi phân thức à, phần 1. Những bài hôm nay cũng khá là hay. Và các bạn thấy nó cũng khó đúng không? Cũng nhiều bài cũng khó đấy. Thế thì mình thử làm bài đầu tiên xem như thế nào nhá. Bài đầu tiên thi vào chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội này cách đây mấy năm. Rồi, AB là các số thực dương thỏa mãn AB cộng A cộng B bằng 1. Chứng minh cái đẳng thức đấy. Đây mình xóa bảng nhé.